Thưa quý vị, hiện nay, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã có hiệu lực và thay thế pháp lệnh số 34 năm 2007 về thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn. Đây là đạo luật có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đảm bảo thực hiện chủ trương của đảng về dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân tụ hưởng, đồng thời tạo lập cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và của cán bộ công chức viên chức, người lao động tại cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị xã hội ở nước ta. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, sau hơn 10 năm triển khai thi hành, pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn đã bộc lộ một số hạn chế bất cập và không còn phù hợp với xu hướng đất nước đổi mới. Trong đó, nổi bật là việc còn thiếu các biện pháp đảm bảo thực thi dân chủ, dẫn đến các quy định của pháp lệnh chưa đảm bảo tính khả thi, khiến cho việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở còn lúng túng hình thức. Những vấn đề này đã được Đảng và Nhà nước ta kịp thời nhận diện nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan đơn vị ở đó mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định ý chí chủ quan của cá nhân mình vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân lợi dụng dân chủ để yêu cầu đòi hỏi không chính đáng không đúng pháp luật coi thường kỳ cương phép nước thậm chí bị các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo tham gia biểu tình gây dối tụ tập đông người, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, nhằm thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền dân chủ của nhân dân, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã biểu quyết thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với tỷ lệ tán thành đất cao. Từ đây, thực hiện dân chủ ở cơ sở không còn là khẩu hiệu chung chung mà đã trở thành quy phạm pháp luật quy định cụ thể về quyền của người dân. Dần dần đã có công cụ pháp lý vững chắc để thực hiện quyền làm chủ của mình. Để thực hiện có hiệu quả các quy định ngay khi luật mới có hiệu lực, thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã chủ động quán triệt triển khai đến các cấp các ngành địa phương, nhận thức rõ về những điểm mới của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Một là tập trung uh, triển khai cái luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ở đây là cái văn bản có thể nói là rất quan trọng trong năm 2003 chúng ta phải tập trung thực hiện. Không có nhiều điểm mới, có nhiều quy định mới gắn với các quy định khác về thực hiện dân chủ. Tôi đề nghị là lưu ý những điểm mới trong cái thực hiện dân chủ cơ sở và những quy định liên quan đến vấn đề vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính truy cứu trách nhiệm hình sự rồi bầu thường thiệt hại xử lý kỷ luật là luật này nó thực hiện rất nghiêm mà tôi nhắc lại là đã là luật rồi thì đây là vi phạm pháp luật chứ không còn là vi phạm quy chế nữa cho nên là đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và điều chỉnh toàn bộ các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan mình hiện nay. Ý thứ hai là tôi đề nghị là tăng cường cái câu chuyện truyền thông về chính sách. Đây cũng là điều mà Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo trong giai đoạn gần đây, à, vừa truyền thông tích cực mà vừa truyền thông về chính sách để người dân hiểu, nắm bắt pháp luật và thực hiện cái quyền dân chủ của mình. Thực tế chứng minh ở địa phương cơ sở nào thực hiện tốt dân chủ thì ở đó tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo sự ổn định bình yên của từng cụm dân cư sẽ góp phần xây dựng nên sự bình yên ổn định của cả địa phương quốc gia dân tộc hơn hết trong bối cảnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh như hiện nay đạo luật này cũng sẽ đóng vai trò là lá chắn thép đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân góp phần hạn chế được những biểu hiện tự chuyển biến thao hóa biên chất tiêu cực tham nhũng của một bộ phận cán bộ công chức viên chức người có chức vụ quyền hạn